mới gỡ hai năm rồi. Báo cáo với đây con các bạn à, cái việc cái giờ giấc thì chúng tôi đều cũng cần xem xét cái giờ nào cũng như là bây giờ thì mình cũng đang làm sao để phù hợp với thời gian nhà mình lo với công việc nó còn lại. Xin được kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất cảm ơn của thầy cô giảng vừa người đưa ra được nhân rất là nhiều bởi những người lời chúc phúc và báo ước cũng như chúng ta giảng đạo cho cô dâu nhé. Trường sơn đông mây đan vòng xanh nghiêng sườn đông mà chém như anh nghiêng sườn tây anh mà em nhìn hết em ấy về phương anh thế nào mà xua tan mây mà chẳng thế nào mà che anh được chứ rụt rơi mà che mưa anh trời thương nay mây màu xanh xuân mà em nhìn hết đây mây về phương anh mà anh nhìn hết ấy mây về phương em mà anh nhìn hết ấy mây về phương em thay mặt cho ban tổ chức chuyển lời của gia chủ xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện cao quý của toàn thể quý cụ ông quý cụ bà cô dì chú bác bên nội bên ngoại của gia tộc hai của hai bên gia đình của cô dâu chú rể cùng bớt chút thời gian công việc cùng trở về chung vui niềm vui trọng đại của gia đình trong sự kiện lễ ăn hỏi long trọng của cô dâu Hồng Phượng sánh duyên cùng với chú rể Văn Tiến trong buổi chiều ngày hôm nay và sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi chiều lễ hơn rất là nhiều. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý vị và tiếp theo chương trình thì cho phép người làm chương trình xin được trân trọng giới thiệu sự trở lại của vị đại diện phái đoàn quan viên họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu để thống nhất công việc hôn lễ. Kính mời.